Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý chính thì cô sẽ dạy mấy em bài 20 và bài 20-21. Thì trước khi đi vào bài mới thì năm 1820, nhà bác học Oersted người Đan Mạch phát kiến về sự liên hệ giữa điện và từ mà hàng nghìn năm về trước con người vẫn coi là hai hiện tượng tách biệt, không liên hệ về giới với nhau, thì giống như cái điện thoại của mấy em vậy đó, là vừa có điện mà vừa có từ, nó vừa là lưỡng lưỡng tính. Sự liên hệ giữa điện và từ là cơ sở cho sự ra đời của động cơ điện, giải phóng sức lao động của con người. Thì chúng ta chương 2 gồm học những cái kiến thức gì? Thứ nhất là nam châm điện có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau với nam châm bình cửu. Cái thứ hai là từ trường tồn tại ở đâu, làm thế nào nhận biết được từ trường. Cái thứ ba là lực điện từ do từ trường tác dụng lên dòng điện chạy qua vẫn có đặc điểm gì. Thì khi nào xuất hiện dòng điện cảm cảm ứng và máy phát điện xoáy xoay chiều và máy biến thế. Thì đó là cái chương 2 là chương điện từ học, chúng ta học những kiến thức này. Thì ông Tổ Sung Chi là nhà phát minh của Trung Quốc thế kỷ thứ 5. Ông đã chế tạo ra xe chỉ nam. Thì cái xe chỉ nam này nó có đặc thù là gì? Khi chúng ta đi đâu cũng vậy, nhưng mà cái hình nhân người ngồi trên xe luôn luôn chỉ về hướng nam. Như vậy bí quyết nào mà đã hình nhân trên xe của Tổ Sung Chi chỉ hướng nam, thì chúng ta đi vào cái bài mới là bài 18 và 19, xin lỗi 20 và 21 là bài từ trường. Một La Mã là từ tính của nam châm. Câu 1 là hãy đề xuất thí nghiệm để phát hiện một thanh kim loại có nam châm hay là không. Em hãy thực hiện thí nghiệm này. Thì đưa thanh nam châm lại gần một vật bằng sắt hoặc là những cái kim loại từ, thì thanh kim loại này nếu hút được những vật bằng sắt hoặc là những kim loại từ thì chúng ta sẽ chính là nam châm. Đặc thù của nam châm là chúng ta hút được sắt. Câu số 2 là đặt kim nam châm trên một giá thẳng đứng như mô tả ở hình 21.1. Thì khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào? Thì mấy em thấy là gì? Khi mà đặt kim nam châm trên một cái giá và đã đứng thẳng, gọi là nam châm tự do, thì nó luôn luôn hướng về hai hướng là hướng bắc và hướng nam. Và chúng ta dùng tay chúng ta xoay cái nam châm này xem coi nó có lệch khỏi hướng bắc nam hay là không. Nên em thấy là ngày kim 500 luôn là theo hướng nam, nam bắc hoặc là bắc bắc nam. Thì chúng ta làm lại một lần nữa xem coi 500 có theo hướng bắc nam hay là không. Chúng ta dùng tay chúng ta xoay cái kim nam 500 xem coi là kim 500 có quay theo hướng bắc nam nữa hay là không. Như vậy là gì? Khi đã đứng cân bằng thì kim nam châm luôn luôn hướng thêm hướng bắc, bắc nam hoặc là nam bắc. Thì qua cái thí nghiệm này mấy em rút ra được kết luận gì? Kết luận thứ nhất là nam châm nào cũng có hai từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ về hướng bắc được gọi là cực bắc, ký hiệu là chữ N là phương bắc đó. Còn chỉ luôn hướng về hướng nam gọi là cực nam, chúng ta ký hiệu là chữ S. Bình thường kim nam châm hoặc là thanh nam châm thì nó đứng cân bằng luôn chỉ theo hướng nam bắc. Và ký hiệu của các từ cực của nam châm, màu đậm được gọi là cực bắc hay ký hiệu là chữ N, màu nhạt là cực nam, ký hiệu là chữ S. Thì bên đây cô ví dụ ba cái thanh nam châm, màu đậm là cực bắc, màu nhạt là cực nam. Đây là các dạng nam châm ở trong phòng thí nghiệm. Một là kim nam châm, hai là nam châm thẳng, người ta còn gọi là nam châm hình chữ Y. Còn nam châm hình chữ U gọi là nam châm hình móng ngựa. Chúng ta xong phần 2 La Mã là tương tác giữa hai nam châm. Thí nghiệm. Thì ở đây một kim 500 và một thanh nam 500, chúng ta đưa hai thanh này, hai từ cực khác nhau. Thì chúng ta quan sát có hiện tượng gì? Chúng sẽ hút nhau. Hai từ cực này là khác cực, một cái là cực bắc, một cái là cực nam.
hai cực này nó sẽ hút hút nhau. Vậy là các cực khác tên thì nó sẽ hút hút nhau. Chúng ta sang thí nghiệm thứ tư là câu C 4. Đổi đầu 500, tức là chúng ta cho hai cực này nó giống đúng nhau. Cùng màu này, là cùng cùng cực. Thì em thấy rằng là nó đẩy nhau. Như vậy là hai 500 mà nó có cực khác tên thì nó sẽ hút nhau, mà cùng tên thì nó sẽ đẩy nhau. Thì chúng ta phần hai nhỏ chúng ta rút ra kết kết luận. Thì khi đưa từ cực của hai 500 lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các từ cực khác tên, đẩy nhau nếu các cực từ cùng tên. Thì qua đây em hãy cho biết có mấy cách nhận biết các từ cực của một 500. Thì chúng ta căn cứ vào màu sơn, thứ hai là căn cứ vào ký hiệu chữ viết là N và chữ S, và căn cứ vào sự định hướng của 500, và căn cứ vào sự tương tác giữa hai 500. Như vậy thì chúng ta có 4 cách để nhận biết từ cực của một 500. Đây là một số hình ảnh về 500 sử dụng trong kỹ thuật. 500 thì ở ngoài chúng ta còn gọi là cục hít. Đây là 500 dùng trong kỹ thuật, dùng trong cái tivi âm ly hoặc là mấy cái loa đó mấy em. Thì cái này là những cái 500. 500 này người ta còn gọi là 500 vĩnh cửu. Và ở là vật lý 7 thì mấy em đã biết dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn thì có tác dụng cụm từ. Khi cho mà dòng điện đi qua cuộn dây thì nó có khả năng là gì tương tác với kim 500, thì chúng ta nói rằng là gì chúng có tác dụng cụm từ, hay là dòng điện có tác dụng cụm từ. Và người ta hỏi nếu như qua cuộn dây thì nó có tác dụng từ, nếu như dòng điện qua dây dẫn thẳng, hai dây dẫn có hình dạng bất kỳ thì nó có tác dụng từ hay là không. Thì chúng ta nghiên cứu cái phần ba la mã là từ trường. Một nhỏ là phần thí nghiệm. Người ta cho một kim 500 gọi là 500 thử được đặt tự do trên trục thẳng đứng đang chỉ hướng nam bắc. Đưa nó đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh 500. Ở đây cô đưa kim 500 lại gần một dây dẫn cũng thẳng. Ban đầu chúng ta đưa 500 đặt song song với dây dẫn thẳng và cho dòng điện đi qua, thì kim 500 lệch khỏi theo hướng bắc nam. Như vậy kim 500 lệch khỏi hướng nắp ba hướng nam bắc, thì chúng ta thấy rằng là gì, phải có một lực tác dụng lên kim 500, cho nên kim 500 mới lệch khỏi theo hướng nam bắc. Tương tự chúng ta đưa 500 lại gần 500 thử, thì chúng ta thấy là gì, 500 thử của chúng ta cũng lệch khỏi về hướng nam bắc, chứng tỏ rằng nó có một lực tác dụng lên kim 500 thử, làm cho kim 500 thử này nó lệch khỏi vị trí cân bằng hay là vị trí ban đầu của nó. Thì hiện tượng xảy ra đối với kim 500 trong thí nghiệm chứng tỏ không gian xung quanh 500 hoặc là không gian xung quanh dòng điện có lực tự tác dụng lên kim 500. Và ta nói không gian đó người ta gọi là không gọi là từ trường. Thì là gì, không gian xung quanh 500 xung quanh dòng điện có từ trường. Và chúng ta cách nhận biết từ trường là chúng ta nhận biết bằng kim 500 hoặc là 500 thử. Thì dùng kim 500 để nhận biết từ trường, nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim 500 thì nơi đó có từ trường. Thì từ trường được thường được phát hiện ở các khu vực nào, thì lân cận các đường dây cao thế, cột thu, thu lôi và các thiết bị tiếp đất, màn hình tivi, máy sấy tóc, điện thoại di động. Nó thẳng ra là từ trường đều có tác dụng xung quanh các dụng cụ dùng điện. Đây là một số hình ảnh có từ trường. Thì trong không gian từ trường và điện trường tồn tại trong một trường thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ
biến thiên trong không, không gian, các sóng như radio, sóng vô tuyến, ánh sáng, tia X, tia gamma cũng là sóng điện, điện từ. Các sóng điện từ truyền đi theo năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sóng. Thế này nếu như em học trên những cái trường, những cái lớp cao hơn thì em sẽ học về là vật chất, nó sẽ cấu tạo, nó mang tính lưỡng, lưỡng tính là vừa có, nó vừa là hạt và vừa là sóng. Và để cái hạn chế cái từ trường tác dụng lên con người làm giảm trí nhớ thì người ta xây dựng cái đường cao thế hoặc là cái trạm phát sóng điện khá xa khu dân cư. Câu số 4, nếu có một nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không? Thì chúng ta đưa cái kim nam châm lại gần dây dẫn này. Nếu như kim nam châm lệch khỏi hướng nam bắc thì dây dẫn AB này có dòng điện. Còn nếu như kim nam châm không lệch khỏi hướng nam bắc thì chứng tỏ rằng dây dẫn AB này không có dòng điện. Thì cái thí nghiệm đã làm ở nam châm chứng tỏ rằng xung quanh trái đất có từ trường. Đó là cái thí nghiệm chúng ta khi chúng ta đặt cái kim nam châm tự do thì khi mà kim nam châm đứng yên, kim nam châm luôn hướng về hướng nam, nam bắc, chứng tỏ rằng trái đất chúng ta nó cũng có một cái từ trường. Thì cái này cô giới thiệu thêm cho em biết. Trái đất là một nam châm khổng lồ. Địa cực bắc là cực nam. Địa cực nam là cực từ bắc. Thì cái từ trường này nó sẽ thay đổi theo cái là gió mặt trời và các hiện tượng cực quang ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ thống thông tin liên lạc, như là có gió bão rồi thì ảnh hưởng đến từ trường hết. Thì câu C6 này người ta nói là gì? Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo hướng nam bắc, không trùng với hướng nam bắc, từ đó có thể rút ra kết luận gì? Nếu như kim nam châm đặt trên bàn làm việc mà nếu không hướng theo hướng nam bắc thì chứng tỏ rằng không gian trên bàn làm việc đó nó có từ trường. Câu 1 là từ trường không tồn tại ở đâu? Thì từ trường không tồn tại xung quanh điện tích đứng yên. Xung quanh nam châm có từ trường nè, xung quanh trái đất có từ trường nè, xung quanh dòng điện có từ trường. Như vậy là chó, xung quanh điện tích đứng yên thì không có từ trường. Với tác dụng của từ trường trái đất, hai nam châm đặt gần nhau sẽ hút nhau, hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau. Kim nam châm luôn chỉ hướng bắc nam, nam châm luôn hút được đường sắt. Với tác dụng của từ trường thì kim nam châm luôn hướng theo hướng bắc, bắc nam, là chúng ta chọn theo câu C. Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường? Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi phương bắc nam, chứng tỏ rằng không gian nó có từ trường, là chúng ta chọn câu B. Cái bài tập này thì về nhà em nghiên cứu xem. Người ta nói là gì? Có một viên pin với một đoạn dây dẫn và một kim nam châm thử. Em hãy nêu cách kiểm tra xem viên pin này có dùng được hay là không. Thì cái này cái thí nghiệm vui cho em làm ở nhà. Thì nam châm vĩnh cửu chúng ta là thứ nhất là có từ tính của nam châm. Từ tính của nam châm của chúng ta là hút được các vật bằng sắt và các vật liệu từ. Cái thứ hai là gì? Khi để tự do, nam châm luôn chỉ hướng nam, nam bắc. Mỗi nam châm chúng ta đều có hai cực, cực nam và cực bắc. Cực nam ký hiệu là chữ S, cực bắc ký hiệu là chữ N. Tương tác giữa hai nam châm đặt gần nhau. Khác từ cực thì hút nhau, cùng từ cực thì đẩy nhau. Ứng dụng của kim nam châm là chúng ta có thể dùng làm la bàn, hút mặt sắc trong mắt. Còn tác dụng từ của dòng điện từ trường thì chúng ta có từ trường. Nam châm hoặc dòng điện có khả năng tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Kết luận rằng là không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường. Và
Tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường, kim 500 luôn chỉ theo một hướng sát xác định. Cách nhận biết từ trường là chúng ta dùng kim nam 500. Nơi nào mà có lực từ tác dụng lên kim 500 thì nơi đó có từ trường. Về nhà mấy em học bài và mấy em làm bài tập. Bài tập là bài 21.1 đến bài 21.6 và 22.1 và 22.9. Chuẩn bị bài 20, 23 là khái niệm từ phổ đường sức từ, dạng từ phổ của 500, dạng đường sức từ của 500 và chiều của đường sức từ trong 500. Chào các em, bài học ở đây là kết thúc.